Chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Mình sẽ chia sẻ tới các bạn một phương pháp tự nhiên giúp cân bằng đường huyết, giảm mỡ máu rất hiệu quả. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp làm thế nào để làm giảm lượng đường ở trong máu một cách tự nhiên, thì đây là một công thức hoàn hảo dành cho bạn. Hai thành phần là đủ để tạo ra công thức như thế này. Phương thuốc tự nhiên mạnh mẽ này không chỉ dành cho bệnh nhân tiểu đường và nó cũng được chứng minh là rất tốt cho các bệnh nhân mỡ máu, cholesterol và chất béo trung tính ở trong máu cao. Chỉ cần uống 1 ly 350ml vào buổi sáng khi bụng đói là đủ. Nó sẽ giúp bạn loại bỏ mỡ khỏi các mạch máu trong thời gian rất nhanh. Và hãy theo dõi video này từ đầu đến cuối và khám phá về công dụng của thức uống này các bạn nhé. Để thực hiện công thức tự nhiên và mạnh mẽ như thế này, chúng ta sẽ cần 2 nguyên liệu. Và bây giờ chúng ta sẽ đi. Đầu tiên trong số này là lá sung. Theo đông y, lá sung có tính mát, vị ngọt, hơi chát, có tác dụng thông huyết, giảm đau, lợi tiểu, tiêu viêm, tiêu đờm, tiêu thủng, sát trùng, bổ huyết. Và trong dân gian, lá sung còn thường được sử dụng để chữa sốt rét, tê thấp, lợi sữa. Theo y học hiện đại thì lá sung có chứa nhiều chất dinh dưỡng và đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tiềm năng. Chúng thúc đẩy tiêu hóa được khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và giúp bạn kiểm soát được lượng đường ở trong máu. Bạn sẽ cần 20g lá sung cho công thức này. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một tô nước lớn, sau đó cho phần lá sung này vào rửa thật sạch nhé. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã gợi ý rằng bạn có thể sử dụng lá sung để hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Và các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chiết xuất từ lá sung có thể cải thiện mức insulin và làm giảm lượng đường ở trong máu. Nó ngăn chặn hoặc là làm chậm quá trình sản xuất glucose trong gan của bạn. Và lá sung tươi có chứa nhiều vitamin C, vitamin A và beta-carotene. Nó có chứa rất ít calo và là một thức ăn lý tưởng cho việc ăn kiêng. Nó đặc biệt thích hợp cho các bệnh nhân tiểu đường và những người có cholesterol và chất béo trung tính ở trong máu cao. Sau khi các bạn đã rửa xong lá sung như thế này, hãy thái nhỏ hoặc là vò nát phần lá sung này ra nhé. Bạn biết không, trong thành phần của lá sung có chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là đồng và vitamin B6. Đồng là một khoáng chất cực kỳ quan trọng liên quan đến một số quá trình của cơ thể, bao gồm quá trình trao đổi chất và sản xuất năng lượng cũng như sự hình thành của các tế bào máu, mô liên kết và dẫn truyền thần kinh. Sau khi các bạn đã thái xong như thế này, các bạn sẽ cho toàn bộ phần lá sung này vào nồi nhé. Nguyên liệu thứ hai bạn cần chuẩn bị cho công thức này đó chính là nước. Với công thức này mình sẽ cần 500ml nước lọc. Bạn sẽ cho toàn bộ phần nước đã được chuẩn bị vào nồi. Bây giờ bạn sẽ đặt nồi lên bếp nhé. Bật bếp ở chế độ lửa lớn. Và khi nước bắt đầu sôi thì bạn hãy giảm lửa xuống thật nhỏ và đun trong khoảng thời gian là 30 phút. Đây là một loại trà rất tự nhiên giúp bạn kiểm soát được lượng đường ở trong máu, cholesterol cao và chất béo trung tính ở trong máu cao cực kỳ hiệu quả. Không những vậy, loại trà này còn có tác dụng giúp tăng cường sức khỏe tiêu hóa, cải thiện sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa ung thư, tốt cho làn da, giúp cho tóc chắc khỏe, hạ sốt, giải cảm. Sau khi các bạn đun được 30 phút như thế này thì các bạn hãy tắt bếp và để cho phần trà này nguội bớt nhé. Bạn nên sử dụng hỗn hợp này để giúp cân bằng đường huyết và để chấm dứt tình trạng mất cân bằng đường huyết thì bạn hãy kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau xanh, không sử dụng các món chiên xào, nhiều dầu mỡ và đặc biệt trong thời gian này các bạn không sử dụng đồ uống có ga hoặc có cồn, những đồ ăn có quá nhiều đường.
và bạn sẽ cần 7 ngày để giúp cơ thể của bạn cân bằng đường huyết. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái ly và một cái rây lọc để có thể lọc bỏ được phần bã trà như thế này. Hãy thử áp dụng nếu như bạn đang cảm thấy cơ thể của mình cảm thấy đói và mệt nhiều, thường xuyên khát nước, đi tiểu nhiều, khô miệng, ngứa da hay sụt cân mà không rõ lý do. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng loại trà này nhé. Mỗi ngày bạn sẽ sử dụng 350ml vào buổi sáng khi bụng đói, dùng liên tục trong 7 ngày, bạn sẽ thấy tình trạng tiểu đường được kiểm soát đáng kể. Sau khi các bạn sử dụng trà xong, hãy ăn sáng như bình thường và chia nhỏ bữa ăn của bạn. Nó sẽ giúp bạn kiểm soát lượng đường ở trong máu, chính vì vậy hãy kiên trì với nó và nó sẽ không làm cho bạn thất vọng. Và khi bạn phải đối diện với bất cứ bệnh tật nào, mình chỉ muốn truyền tới bạn một nguồn cảm hứng. Hãy tin vào khả năng chữa lành của các sản phẩm tự nhiên như thế này và bên cạnh đó hãy thiết kế một chế độ dinh dưỡng thật phù hợp với tình trạng bệnh của bạn. Hãy cắt giảm chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa cùng với carbohydrate tinh chế ra khỏi chế độ ăn uống của bạn. Ăn nhiều trái cây, rau và ngũ cốc ít đường. Ăn các phần ăn nhỏ hơn và bạn đừng quên kết hợp với một chế độ vận động, luyện tập thể dục thể thao để tăng cường khả năng trao đổi chất, giúp cơ thể của bạn được khỏe mạnh như đi bộ, đạp xe hay yoga. Video này chia sẻ tới bạn cách phòng tránh và giúp bạn giảm thiểu các yếu tố có nguy cơ gây bệnh, từ đó giúp bạn có một cuộc sống hạnh phúc, mạnh khỏe và bình an hơn. Tuy nhiên, video này chỉ có một mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không đưa ra các lời khuyên về y tế. Hãy luôn tham khảo ý kiến từ bác sĩ điều trị của bạn. Và điều quan trọng là bạn hãy lắng nghe cơ thể của mình để tìm ra căn nguyên dẫn đến tình trạng của bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.